Xin chào. Tỏi có thể được xem là một trong những loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích nhất cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng cái gì cũng có hai mặt. Có mặt tốt, ắt sẽ có mặt hại. Và tỏi cũng không ngoại lệ. Tốt thì tốt thật, nhưng tỏi cũng rất nguy hiểm nếu không được sử dụng đúng cách trong những trường hợp nhất định. Vậy thì, nên ăn tỏi như thế nào để có lợi nhất cho sức khỏe? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Đầu tiên, hãy cùng khám phá về những giá trị thần kỳ mà tỏi mang lại. Một nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy tỏi có liên quan đến giảm cân vì một hợp chất được gọi là allicin. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng trong năm 2011 đã tìm thấy mối liên hệ giữa tỏi và việc đốt cháy chất béo. Chiết xuất tỏi từ lâu cũng được biết đến trong hỗ trợ giảm cân khi kết hợp với tập thể dục. Thứ hai, tỏi giúp giảm 1/2 nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ăn tỏi rất tốt cho tim. Nghiên cứu cho thấy tỏi ảnh hưởng đến xơ cứng động mạch, triglyceride, huyết áp, kết tập tiểu cầu và độ quánh máu. Tất cả đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ báo cáo rằng tỏi có thể giảm 38% nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Trong một nghiên cứu kéo dài 4 năm của Đức, các nhà nghiên cứu cũng đã kết luận rằng tỏi có thể làm giảm hơn 50% nguy cơ đau tim và đột quỵ theo Natural News. Thứ ba, tỏi chống huyết áp cao. Trên khắp thế giới, khoảng 25% người trưởng thành bị huyết áp cao và tình trạng này có liên quan đến 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Trong một phân tích tổng hợp, các chất có trong tỏi có hiệu quả hơn trong việc kiềm chế huyết áp, đồng thời giảm cholesterol và kích thích hệ thống miễn dịch. Thứ tư, tỏi giúp giảm lượng đường trong máu. Tỏi có thể làm giảm lượng đường huyết tự nhiên. Một nghiên cứu năm 2006 cho thấy tỏi có thể giúp giảm lượng đường huyết và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch vì bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ viêm xơ vữa động mạch. Ăn tỏi cũng có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mà gần như ảnh hưởng đến 80% người mắc bệnh tiểu đường. Thứ năm, tỏi giúp loại bỏ chì khỏi cơ thể. Theo một nghiên cứu, tỏi giúp loại bỏ chì khỏi cơ thể còn tốt hơn cả thuốc penicillamine. Nó cũng giúp cải thiện các tác dụng phụ mà chì gây ra như khó chịu, đau đầu và huyết áp tâm thu, trong khi thuốc có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng. Thứ sáu, ngăn ngừa ung thư. Tỏi và các loại rau khác trong họ Allium, bao gồm cả hành và tỏi tây, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, v.v. Các hợp chất tự nhiên trong tỏi được biết là giúp tiêu diệt các tế bào ung thư. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghiền tỏi và sau đó giữ nó ở nhiệt độ phòng trong 10 phút trước khi nấu sẽ giúp giữ lại 70% các hợp chất tự nhiên có lợi so với nấu chín. Điều này là do trong khi nghiền tỏi, các hợp chất thúc đẩy sức khỏe được phóng thích và bạn có thể gặt hái được những lợi ích đầy đủ của tỏi. Với những lợi ích tuyệt vời như vậy, chúng ta thấy tỏi thậm chí còn tốt hơn cả yến xào hay nhân sâm. Tuy nhiên, nếu không biết dùng siêu thực phẩm này đúng cách thì nó lại cũng rất nguy hiểm. Đầu tiên, nó nguy hiểm với những người chuẩn bị phẫu thuật hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu vì nó cũng sẽ làm tăng nguy cơ chảy và mất máu. Điều này là do tỏi có đặc tính chống huyết khối, có nghĩa là nó có thể ngăn hình thành cục máu đông. Mặc dù chảy máu do tỏi là không phổ biến, nhưng một báo cáo đã chỉ ra rằng một người bị chảy máu nhiều hơn sau khi họ thường xuyên ăn 12 gram tỏi hoặc 4 tép mỗi ngày trước khi phẫu thuật. Các bạn có thể xem nguồn báo ở phần mô tả. Vì vậy, điều quan trọng là phải nói chuyện với các bác sĩ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung tỏi. Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc chuẩn bị phẫu thuật, bạn cũng nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi thêm tỏi vào chế độ ăn của mình. Thứ hai, hôi miệng. Tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh, thường được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, những hợp chất này lại cũng có thể gây hôi miệng, đặc biệt là khi ăn với lượng lớn. Điều này đặc biệt đúng đối với tỏi sống, vì khi nấu chín sẽ làm giảm hàm lượng của các hợp chất lưu huỳnh có lợi này. Thứ ba, gây ra đầy hơi và đau dạ dày. Giống như hành tây và măng tây, tỏi có nhiều đường fructan, một loại carbon hydrate, có thể gây đầy hơi và đau dạ dày ở một số người. Trên thực tế, khi những người không dung nạp được fructan ăn thực phẩm có hàm lượng fructan cao, nó sẽ không được hấp thụ hoàn toàn trong ruột non. Thay vào đó, nó đi đến đại tràng một cách nguyên vẹn và được lên men trong ruột của bạn.
trong một quá trình có thể góp phần gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Do đó, những người bị vấn đề dạ dày hoặc các vấn đề về đường tiêu hóa thì nên hạn chế ăn tỏi. Thứ tư là những người bị trào ngược dạ dày. Tỏi có thể làm giảm trương lực cơ vòng thực quản dưới. Đây là khả năng của các cơ ở đáy thực quản đóng lại và ngăn axit xâm nhập. Vì vậy, nếu ăn nhiều tỏi, các cơ sẽ đóng không khít và có thể khiến axit bị trào ngược, gây ra cảm giác buồn nôn và ớn nóng. Và cái gì ăn nhiều thì cũng không tốt. Nếu bạn ăn quá nhiều, có thể không nhận được tác dụng mà còn gây hại cho cơ thể. Theo trang sức khỏe uy tín hàng đầu thế giới Healthline.com, mặc dù không có khuyến khích chính thức nào về lượng tỏi bạn nên ăn, nhưng các nghiên cứu đều cho thấy ăn từ 1 đến 2 tép, tức khoảng 3 đến 6 gram tỏi mỗi ngày sẽ có lợi nhất cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy ăn như vậy vẫn gây nhiều tác dụng không tốt cho sức khỏe, thì bạn nên giảm lượng tỏi mà mình ăn, hoặc thậm chí dừng hẳn nếu gặp một số vấn đề khác, đặc biệt là những người bị bệnh dạ dày, đường ruột hoặc loãng máu hay chuẩn bị phẫu thuật. Chúc các bạn sẽ có cơ thể khỏe mạnh khi biết thêm những lợi ích và tác hại của tỏi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.